Em tên là Nguyễn Thanh Tuyến, sinh năm 1978, quê quán thì ở Lâm Đồng. Mình là quê gốc ở đâu anh? Gốc em ở Hà Nội. Vậy là mình sống ở Lâm Đồng lâu chưa? Và đã lâu mấy năm. Dạ, hiện tại là anh Tuyến làm công việc gì? Em sửa xe Honda. À, là mình có tiệm sửa hay là đúng sao? Đúng rồi, em làm tiệm sửa riêng cho mình. Sửa riêng, mình có thợ phụ không? Được không, làm mình. Một mình anh, được rồi. Làm nghề này bao nhiêu năm rồi? Làm cũng hai mấy năm rồi. Hai mấy năm, là xe số hay là xe tay ga? Em làm xe số không? Làm xe số không à? Cũ, nói chung là xe đời cũ. À, xe đời cũ, dạ. Trước kia đi học là ông thầy chỉ có xe cũ thôi, xe đời mới chưa có. Thì khi xe đời mới ra thì mình lại không đi nâng cấp, thế là mình cứ xe cũ mình làm miết. Vậy thì cái lượng xe nó còn nhiều không anh? Còn, nói chung xe đó là dân họ đi làm vườn á, thì nói chung là còn khá là nhiều. Mà tại sao mình không chịu đi nâng cấp? Nói chung là mình cũng lớn tuổi rồi một rồi. Cái hai nữa là mình nghĩ làm những cái xe gọi là đời cũ đó, làm hết đời mình chắc xe đấy vẫn còn. Hết đời mình xe vẫn còn. Giờ ai cũng bỏ làm xe đời mới hết rồi. Mấy người ta trả xe đời cũ hư ai sửa, đúng không anh? Công việc làm vườn ấy, thì nó cần những cái xe đó mới làm được. Dạ, xe số thì nó mạnh hơn ha. Để người ta chở được. Còn xe ga người ta đi vườn không được mà đúng chở rồi. Không được. Đúng rồi, đi rẫy đi đồ đó ha. Dạ, đúng rồi. Đây là một cái suy nghĩ cũng rất là đúng. Tại vì Tường biết mà, mỗi lần Tường lên Đà Lạt chơi đó quý vị, mà thuê xe để mà mình đi chơi á, là ra cái chỗ thuê xe 100-220 ngàn gì đó một ngày đó, là cái người mà cho thuê xe sẽ hỏi Tường là lấy xe tay ga hay xe tay số. Thì lúc nào Tường cũng nói là lấy xe số đó, tại xe số mình đi cái đường núi đường rừng nó dễ hơn. Dạ, đúng rồi, đúng không anh? À, tôi có em hiểu nha. Hồi xưa ba tôi sửa xe Honda. À, rồi cảm ơn anh ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì anh Tuyến ơi? À, điểm mạnh của em thì thứ nhất là không tứ đầu tường, thứ hai nữa là sống tình cảm, có trách nhiệm. Còn điểm yếu thì hơi nhút nhát, thứ nhất là nhát gái, thứ hai là những chỗ ngại ra chạm những chỗ đám đông, rồi cái thứ ba nữa là xấu trai con nhà nghèo. Xấu trai con nhà nghèo. Nhưng mà rồi bây giờ không có tứ đồ tường, rồi đi sửa xe Honda suốt vậy, rồi cái lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Thời gian đó em cũng ít, nếu mà có thì cũng ở nhà phụ làm việc trong nhà thôi. Thế hả? Mình đang sống với ai? Giờ em sống với mẹ con, giờ còn có hai mẹ con thôi. Mấy anh chị em thì có ra riêng hết rồi. À, rồi mẹ vẫn khỏe. Nói chung thì mẹ chỉ làm việc trong nhà thôi, cũng lớn tuổi rồi. Rồi, cảm ơn anh Tuyến ha. Rồi, em gái, mình giới thiệu về bản thân nha. Em tên là gì? Em xin chào chị Cát Tường, chào anh bên kia và chào tất cả ekip của chương trình. Em tên là Trần Thị Bích, em cũng đến từ Lâm Đồng. Em thì cũng đã ly hôn chắc 6-7 năm rồi đấy. Và đã nuôi hai con. Em là hiện tại mình đang sống là nuôi hai con. Vâng. Có ai phụ mình không? Không chị. Điểm mạnh điểm yếu của Bích là gì? Điểm mạnh của em thì là kinh doanh. Điểm yếu của em thì nói chung là cũng dễ bị tổn thương hay rơi lệ. Hơi Bích ước ha. Cụ thể là Bích là kinh doanh về gì? Em buôn bán trái cây chị, em hàng nông sản. Là mình bán ở chợ hay là mình có đại lý? Em đổ mối luôn đó chị. Bỏ mối luôn, còn mình gọi là vừa đó phải không? Bỏ mối. À, mình làm công việc này lâu chưa? Chắc tầm 12-15 năm. Là nghề nghiệp chính luôn, hiện giờ là công việc chính luôn á. Công việc chính, vâng. À, rồi, cái công việc đó mình bỏ sang rồi cũng đi thu gom rồi, vâng. Bán rồi đi thu tiền rồi cũng hết thời gian rồi. Vâng, đúng rồi. À. Hầu như em cũng không có thời gian rảnh nhiều. Hai con của mình là bao nhiêu tuổi? Con lớn em 20. Con lớn là 20 rồi. Con bé 16. Trời ơi, vậy là cũng ham vui sớm nè, cái này cũng lấy chồng sớm nè ha. 19 tuổi đấy chị. À, sao ly hôn, lấy nhau được bao lâu? Lấy nhau chắc khoảng được 5 năm là ly thân. Khoảng tầm 7 năm ấy là ly thân ly hôn. Tại vì do lúc đấy ông chồng em là cũng chơi bời á, cờ bạc á, bán cà phê non đi vay tiền mượn linh tinh cũng còn ở chỗ kia. Lúc đấy hai vợ chồng lục đục đi vay tiền, người ta đến người ta đòi nợ. Lúc đấy mới biết là chồng vay chơi bời này kia, thế nào là chán. Hai vợ chồng dỗ nhau một thời gian ly thân, thì thân ông là bỏ. Lúc đấy là em cũng dành em nuôi con, ông ấy cũng không đòi nuôi con mà em cũng tự dành em nuôi con, em không cho ông nuôi, sợ con em khổ á, nên em cũng tự nuôi con. Đang học mình trai hay gái? 100 là gái chị, cu lớn em gái bé. Nói chung bây giờ đi đâu là về có cơm sẵn ăn rồi. À, đi đâu về có cơm sẵn ăn. Trời ơi, bà mẹ trẻ quá. Ôi ơi, 37 tuổi mà con 20 tuổi. 19 tuổi đấy chồng, 20 tuổi là con. Năm nay con 20. Trời ơi, mẹ quá. Năm nay 40 rồi. Mẹ là 40, con 20. Quê gốc của em là ở đâu Bích? Mẹ ở Đông Anh, Hà Nội. Còn ba thì ở Bình Định. Em sinh ở Lâm Đồng. À, còn mình là sinh ngoài Bắc hay là sinh trong này luôn? Dạ, sinh ở ngoài Bắc luôn. À, mới vào trong này, hai mấy năm ha. Dạ. Rồi vậy mình còn bà con, cô bác gì ở ngoài quê không? Ngoài em thì còn một cậu ruột ở ngoài đó, cậu mợ. Còn đâu là cô dì chú bác bên họ hàng xa xa thì cũng còn nhiều. À, có khi nào về ngoài Bắc không hay là ở trong này thôi? Cách đây 2 năm em cũng về, nhưng mà không đi chơi được nhiều. Rồi ở trong này là không có, ba mẹ là sống ở đâu?
ba mẹ em sống gần em luôn. Còn bên đây tình duyên mình là như thế nào rồi? Sinh năm 78 là 45, 46 tuổi rồi ha. Dạ đúng rồi. Thì con đường tình duyên như thế nào rồi? Chia sẻ với Tường nghe với nè. Tình duyên thì em được hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì quen được cỡ năm, cô đấy về quê. Thời đó thì nói chung là lúc đó em mới hai mấy tuổi thôi, mình chưa xác định lập gia đình. Rồi mối sau thì quen được 6 tháng, cô gia đình cô đó lại chuyển nhà đi nơi khác, thế là lại chia tay. Trời đất ơi. Rồi còn những mối sau thì chỉ gọi là thoáng qua thôi chứ còn cũng chưa có. Mà năm đó là bao nhiêu tuổi? 30, hơn 30. Rồi mười mấy năm nay sao không có mối nào nữa? Không có mối nào chính thức hết, chỉ quen thoáng qua rồi chia tay. Mình có suy nghĩ lý do tại sao không? Lý do thì em nghĩ là nói về cái ngoại hình mình không được bằng người ta. À, nên là mình thấy mình không được tự tin lắm. Nhiều khi là giữa hai bên gọi như là trao đổi ấy, thì nó không được phù hợp về cái cách sống. Mình có cái khó tính quá không? Em không biết là mình có khó không, nhưng mà nói về mọi thứ thì nó phải làm gọn gàng. Chẳng như là gọi là có trách nhiệm làm gì mà cho nó xong cái đó, hoặc là cho nó sạch sẽ, hoặc gọn gàng cái đó, hoặc làm khác, ví dụ thế. Chứ còn không làm cho nó bừa bỏ, quýt tung tung cái loại kia thì mình lại không chịu. Thì đó, không biết là cái đó là mình là khó tính hay là kỹ tính hay như nào thì không biết. Giữa khi mình quen thì mình trao đổi thì trong hai cái cách, và mỗi người có một cái lối sống đôi khi nó khác nhau một chút, thì mình có thể là không thể đi tiếp được thì là dừng lại. Thì bây giờ đến tới chương trình ngày hôm nay thì mình muốn tìm một cái người như thế nào nè? Cái ngoại hình thì cao từ 1.5m trở lên. Nhìn bình thường thôi, không cần xinh gái. Thứ hai nữa là biết đối ngoại đối nội, rồi biết kính trên nhường dưới, vậy là được rồi. Nên mình nghĩ là bây giờ thí dụ có cơ hội mình gặp được một đối tượng nữa, mình có cố gắng không? Nói chung là cái lấy vợ với lập gia đình thì là muốn lâu rồi chứ không phải giờ muốn. Thì em đã lên đến đây thì là mình nó gọi là mình đã cố gắng là thật sự rồi. Đó, chỉ cần kiếm được người phù hợp thôi, chỉ cần kiếm được người phù hợp thôi. Như thế nào là phù hợp thì mình cũng phải cố gắng. Không có ai mà sinh ra mà tự nhiên phù hợp với nhau hết. Nhất là khi mình càng lớn tuổi thì mình càng khó tìm được cái người phù hợp. Mình thì chưa lập gia đình nhưng mà bạn gái bên đây là đã ly hôn rồi, lại có hai đứa con nữa, đứa 20, đứa 16 đó, hồi nãy giờ mình cũng nghe rồi. Thì đối với hoàn cảnh của bạn Bích bên này thì không biết là anh có suy nghĩ như thế nào? Thì nói chung là bên người ta ly hôn ấy thì nó phải có lý do, gọi là không thể thì mới ly hôn, cũng chẳng ai muốn. Đó thì cái đó thì với em thì cũng không quan ngại lắm. Con cái thì nói chung là con ai cũng vậy thôi, thì nói chung mình thương nó thì nó mới thương lại mình, nên em cũng không ngại. Thì thật ra nói thôi có con mà bây giờ là cô này là có con cũng giống như là hả, còn nguyên nhà, giờ muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, về sung sướng nữa. Nhiều khi mà mình tốt cái nó thương mình là về là còn có đứa chăm sóc nữa, thấy không? Yeah. À, ngon lành không, con người ta đẻ sẵn nuôi sẵn luôn, đứa 20, đứa 16 rồi. Giờ chị hỏi em nè, thí dụ bây giờ em mà kết hôn nữa, ví dụ trường hợp anh bên này chưa có con thì em có ngại sanh em bé nữa hay không, hay là em thấy con em lớn rồi là em thấy đủ rồi? Hơi ngại, nhưng mà nếu như mà yêu nhau rồi thì em cũng vượt qua tất cả. Cũng ngại vượt qua tất cả, ok. Giờ bất quá sanh nữa đi rồi nhiều khi là chăm con với chăm cháu ngoại một lúc luôn á, đúng không? Cháu nội. Chăm con với chăm cháu nội một lúc luôn á, vậy cũng vui. Em muốn tìm một người trong cái người bạn đời trong tương lai của mình là người như thế nào? Muốn tìm một người thứ nhất là biết đối nội đối ngoại, ngoại hình dễ nhìn chút, không hút thuốc, biết uống rượu nhưng mà đừng có uống quá say, cũng kinh tế cũng điều kiện cũng có thể lo cho em được một chút. Em cũng không dám mơ gọi là mơ giàu sang quá, nhưng mà nói chung là cũng có thể lo che được một chút để em đỡ cái phần kinh tế gánh nặng. Phần nữa là nói chung là có con rồi thì nó cũng rất là khó, nhưng mà khi mà mình yêu nhau thật sự rồi thì cũng có thể là mình vượt qua, rồi lúc đó thì mình cũng có thể là mình sửa chữa lỗi lầm. Không, chị thấy thì bây giờ hoàn cảnh của hai bạn là cũng tương đối hợp lý đó. Rượu bia rồi cà phê chè thuốc lá, nói chung mấy thứ đó cờ bạc mà không. Hơi buồn á nha, cuộc sống hơi tẻ nhạt á nha. Thôi bây giờ là chỉ có biết chơi với vợ thôi ha. Chỉ là không nghiện thôi. Chứ còn thí dụ cà phê hay là trà thì cái đó là vẫn có uống. Ví dụ anh em là rủ nhau đi đó thì có. Chứ còn bảo là nghiện bia rượu hay là chè cờ bạc gì đó, cái đó thì không có. Đàn ông vậy là cũng hơi hiếm à. Thì bây giờ để xem coi hai bạn cố gắng tìm hiểu thêm một chút coi mình phù hợp với nhau hay không. Được thì mình cho nhau có cơ hội nha. Bây giờ trước khi mà cho hai bạn nhìn thấy mặt nhau thì chị Tường sẽ cho hai bạn đoán thử cho vui nha, để mình xem mình cảm nhận coi cái người ngồi nói chuyện với mình nãy giờ là ai. Đây, chỉ có hai cái app Speakable nha. Speakable tìm chân ái, ở mỗi cái app này là có 1 2 3 đó, mấy cô Trần Thị Bích luôn. Mấy anh Danh Tuyến luôn, rồi mình lựa thử xem.
anh thích Bích nào, thích anh Tuyến nào. Đó, kéo qua đi, có 4 sự lựa chọn. Đoán đứa coi hồi nãy giờ mình đang ngồi với cái cô nào. Cô này. Lý do tại sao anh chọn cô đó? Em thấy cô này có nhìn có vẻ trẻ hơn mấy cô kia. À, nhìn cảm nhận được trẻ hơn. À vậy hả? Cảm nhận trẻ hơn con người ta 20 tuổi rồi đó nha. Rồi, chắc là anh này. Anh đó hả? Đâu được coi mấy anh coi. Tại tôi chưa coi mấy anh bên này luôn. À, rồi qua tiếp mấy anh tất cả. Bốn anh. Có 4 anh. Rồi giờ quyết định chọn anh nào? Chắc là anh này. Lý do sao chọn anh đó? Tại em chọn lại xem đúng không? Hả? À, xem đại vậy hả? Giờ chọn chưa? Chắc chưa? Để chắc anh này. Rồi vẫn quyết định anh đó. Rồi bây giờ thì các Tường xin mời hai bạn ở này cho vui thôi ha. Hai bạn hãy nhìn về cái cửa Speak Couple này nha, cửa trái tim này nha, và xem cảm nhận ngày đầu tiên của mình, ngày đầu tiên mình gặp nhau có đúng hay không nha. Xin mời hai bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò cùng hai MC cười kha 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Ai ơi, bên có gì tạm thôi. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi tặng anh để chúng mình có thể làm quen. Rồi, nghe không? Rồi, ngồi xuống coi tặng quà gì nè. Ảnh là được thưởng nha, ảnh đoán đúng em đó nha. Em đoán chật. Em đoán sai đúng không? Cuối quà coi quà gì kìa, có người ta tặng mình quà gì? Tặng xà da dê thắp lên. Cái mạch này thì đúng được chữ cái. Trùng hợp nha, giờ mới thấy chữ T với chữ Bích đúng không? Chữ T với chữ B. Đó, ghê không? Đây nè quý vị. Nè, hai chữ lồng vào nhau nha. Một tờ đó, thấy không? Chữ T với chữ B. Bạn kia bạn ấy chọn cho bạn bảo là em chọn cho chị cái này đẹp. Nhưng mà tự nhiên em thấy trùng hợp chưa? Tự nhiên nó trùng hợp. Tuyến với Bích thấy chưa? Dạ đúng rồi. Dạ, chắc có điềm nha, có điềm đó nha quý vị. Điềm lành, điềm lành. Ca này là tốt rồi nha. Được không? Rồi, cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn thấy cô Bích thì mình thấy như thế nào? Thì đúng so trong hình thì khác nhau hơi nhiều ha. Khác nhau hơi nhiều. Tại do cái này chắc là anh chụp lâu rồi. Đúng rồi, chụp hình chắc khác nhiều chứ làm gì nữa. Tại cái hình này là trước nhìn nó như là nó đầy đặn rồi, đúng không? Bên này ốm hơn đúng không? Chắc do là làm giàu, do lo làm giàu quá này. Lo làm giàu quá. Hơn mấy chục gần bao giờ nó cũng mập mạp hung mĩnh hơn. Rồi còn Bích, lần đầu tiên thấy anh Tuyến thì thấy anh như thế nào? Nói chung là cũng hiền hậu, cũng chất phác. Hiền chất phác ha. Thôi bây giờ Tường sẽ cho hai bạn tâm sự riêng một chút xíu để coi là mình cần cái gì, nhiều khi tôi ngồi đây hai bạn lại ngại nha. Mời cả hai cùng ăn một cái bữa cơm trưa cùng với chương trình cho vui và hãy thoải mái trò chuyện. Mình không hiểu gì mình cứ nói, ít phút nữa là chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn cùng thưởng thức bữa trưa cùng với chương trình. Mời anh ăn trưa. Mời cả nhà ăn trưa. Thì Lâm Đồng ở chỗ nào? Em ở cách chợ Nam Ban 2 km. Từ nhà em lên Đà Lạt cũng 20 khoảng 22 cây, mà từ nhà em ra Đức Trọng khoảng 22 đến 25 cây, chúng em ở trung tâm giữa. Vậy là cái mong muốn của em sau này là như nào? Mong muốn thì nhiều lắm, nhưng mà mình phải biết mình ở vị trí nào. Không thì đó đấy là mình cái tiêu chí của mình á, nó là tiêu chí trong khả năng của mình. Cũng chỉ có những cái điểm là thứ nhất là lo cho vợ cho con, thứ hai điều kiện kinh tế có một chút, biết đỡ đần giúp đỡ vợ con, thứ ba nữa là sống chân thành không dối trá, biết lo liệu cho gia đình. Thế có ngại cái chuyện đi làm dâu đó? Ngại thú cũng ngại thôi, nhưng mà khi mà tình yêu mà thật sự thì tất cả đều em có thể vượt qua hết. Em thì yếu đuối thì yếu thuối, nhưng mà cũng có điểm mạnh. Mời anh đi. Vâng, mời anh. Thời gian rảnh là thường khi nào? Thời gian của em nó không cố định, lúc nào làm việc thì mình cũng làm việc tự do. Nói chung thời gian có thể mình vẫn sắp xếp được. Đúng rồi, thời gian là do mình hết, do mình chủ động. Hai đứa nhỏ kia còn học không? Một cháu đang học lớp 11, một cháu thì đi làm rồi. Còn anh làm nghề gì? Anh làm nghề sửa xe Honda, công việc đó là công việc chính. Còn mấy công việc phụ thì không có. Tại vì Honda là làm từ sáng chiều rồi, chẳng không có thời gian để làm việc khác. Còn bữa nào mà ví dụ mình nghỉ thì ở nhà, ví dụ mình làm việc phụ trong nhà thôi. Nhà anh ở đâu? Huyện Bảo Lâm, xã thì xã Lộc An. Qua Đức Trọng đúng không? Xuống nhà anh trước, từ nhà anh xuống Bảo Lộc 10 cây nữa. Nhà anh có vườn đất gì không? Trước kia thì anh cũng có làm vườn cà phê đó, nhưng mà cuối cùng không có người làm, anh bán vườn đi chuyển sang đầu tư, thì bây giờ chỉ có làm xe với đầu tư thôi chứ không có làm vườn. Vậy ngoài cái kinh doanh đó là có làm thêm gì nữa không? Thì em chỉ có đi làm kinh doanh đấy thôi, buôn bán đấy thôi, chăn nuôi thêm, nuôi gà thôi, còn đi chợ. Rồi thì nuôi gà mới nuôi người thôi, nuôi gà mới nuôi người thôi.
Một mình mà làm như vậy là cũng nhiều việc rồi. Nhiều việc, không thời gian nghỉ mà. Chung là mình phải lo cho con nên là mình phải dành thời gian. Tất nhiên là cũng vẫn dành cho con nhưng cái nào nó không có thời gian nhiều. Mình dành cái thời gian kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng cái là con lớn rồi giờ cũng khỏe rồi. Chung bây giờ con lớn rồi thì nó cũng đỡ nhiều. Ừ. Mình đi đâu là con cái nó cũng tự lo được. Đi trong ngày thôi chứ đi vài ngày đâu được. Tùy theo, nếu mà thích thì cũng vẫn có thể đi vài ngày. Nếu mà dài dụ đi là vẫn đi vài ngày. Thì sao đi vài ngày mất mối. Trời, nói vụ gì mà vui dữ vậy? Vụ gì mà vui dữ vậy? À, nãy giờ nói chuyện nhau cảm thấy thoải mái hơn chưa? Nói chung là cũng trao đổi để hiểu nhau thêm chị. Mà thật sự bây giờ mà để mà tìm hiểu một con người đó nghe là phải mất cả một cái hành trình dài. Dài lắm chị ạ, đúng không rồi. Phải nói chuyện vài ba câu đúng mà rồi. Có thể biết được nhau. Vài ba câu là chỉ để cảm nhận xem cái đối phương này có thể có phù hợp được với mình. Còn thật sự mà muốn ở với nhau, muốn về chung một nhà thì là các bạn phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nữa. Hồi tôi ngồi được hoài mà tôi không thấy ai bóc mấy cái lá bài này, nãy giờ có ai dặn mở em này ra không? Em quên luôn. Rồi ơi, rồi bây giờ từng người một nè, bây giờ anh hỏi trước đi. Đọc lớn lên là hai cả hai cùng trò chuyện. Chuyện làm dâu em có sợ không? Vì anh đang chăm sóc mẹ già. Hơi ngại chuyện làm dâu nhưng mà chung là cái quan điểm của em thì nếu như yêu nhau thì mình có thể mình vượt qua tất cả, bất cứ một cái thứ gì. Bản thân em cũng thế thôi. Khi mà ly hôn chồng thì em cũng vất vả nhiều lắm, cực nhiều lắm, nhưng mà em cũng có thể là vượt qua được tất cả. Nhiều khi sống trong nước mắt nhưng mà mình có thể vẫn vượt qua bằng cái gọi là nỗ lực chính con người mình, đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Câu thứ hai thì điều em mong muốn, tài sản như thế nào là đủ? Tài sản như thế nào là đủ? Với em thì tất nhiên em cũng không quá ham, quá gọi là giàu sang quá. Có thể lo được cuộc sống cho hai bên. Giàu thì ai cũng muốn rồi, nhưng mình mới biết mình ở cái vị trí nào. Rồi, có tiếng em Nuôi dạy con không phải của riêng mình, anh nghĩ thế nào? Ngại nhất điều gì? Chuyện nuôi dạy con ấy thì thứ nhất là con em sinh ra với hai nó ở em từ bé, thì em sẽ là người hiểu rõ hai đứa nhất. Anh thì ví dụ như anh sau này ví dụ anh có duyên đi đúng không, thì anh cũng chỉ là góp ý một phần hoặc đóng góp phần nào đó thôi, chứ còn cái chuyện mà gọi là em dạy con thì vẫn là em. Với lại thật ra cái đó là khi mà con nó còn bé kìa. Yeah. Bây giờ nó lớn, nó định hình luôn rồi, rồi nó sắp rửa ra riêng luôn rồi, còn đâu nữa đâu mà. Cho nên là nó cũng không có quan trọng lắm đâu. Mà ngay cả bên đây mẹ già cũng vậy nữa. Mẹ già nhìn con giờ này chưa lấy vợ sốt ruột gần chết, con lấy vợ là mừng muốn chết rồi. Với lại thời buổi giờ có mẹ chồng nàng dâu gì nữa đâu. Người già hay trẻ em gì cũng vậy á, cứ việc là cơm nước đầy đủ, yêu thương chăm sóc là vui rồi. Là ba mẹ cũng vui rồi mà con cái cũng vui rồi. Theo anh có bao nhiêu con là đủ? Theo bao nhiêu con được thì nói chung là càng đông thì càng vui. Nhưng mà bên mấu chốt là cái kinh tế của mình, khả năng của mình đến đâu thì mình sinh đến đó. Cụ thể của anh thì giờ anh muốn là có mấy con? Một hoặc hai là được. Rồi ở nhà mẹ có đưa ra yêu cầu gì khi tìm con dâu không? Mẹ có dặn dò gì không? Mới tối hôm qua mới nói mẹ biết. Mình kêu ở đi thì thôi cố gắng nhé, cố gắng nhé. Cố gắng nhé. Mẹ là năm nay bao nhiêu? Dạ 81 rồi. 81 rồi. Ủa nhà đông anh chị em không mà sao mẹ lớn tuổi vậy? Bố chị em dạ. À, anh là thứ mấy? Con là thứ ba. Thứ ba. Ồ mẹ lớn tuổi quá ha. Dạ. Chứ Tường là lớn hơn tới lớn hơn Tiến 1 tuổi. Dạ. Này sinh 78 phải không? Dạ, sinh 78. Tường sinh 77 rồi mẹ mới 70 à. Đây mẹ 8 mấy là mẹ sinh nhiều con ha. Mẹ lớn à. Dạ. Hôm nay mình đi, hai bạn đi có người thân đi theo không? Em đi với chị gái. Chị ruột hả? Dạ. Chị thứ mấy? Chị thứ hai. Chị thứ hai. Rồi, rồi bây giờ thì mình sẽ mời chị hai vào để mình trò chuyện nha. Rồi, chào chị. Dạ. Trời ơi, chị hai đầu tiên đẹp quá trời ha. Chị hai. Hai chị em. À chị hai là năm nay nhiêu tuổi? Em 50 ạ. 50. Dạ. Là gia đình ở mình cũng ở cái gần cách luôn. Nhau có mấy cây số thôi, 2-3 cây thôi. Dạ, dạ. 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 Suy nghĩ của chị về em trai như thế nào? Đó, bây giờ 45 tuổi chưa vợ đó, hôm nay. Ôi giời ơi, chị thì ngày nào cũng thế, mẹ ngày nào cũng vậy. Dạ. Ngày xưa còn bố thì cũng thế, cứ suốt ngày hối là tao với mẹ mày già rồi. Bây giờ mày lớn tuổi rồi thì lo mày lấy vợ lấy con đi. Ông sau này á tao già rồi đấy, nhắm mắt cũng không yên. Nói vậy nên mà nói hoài rồi như kiểu cũng là cái duyên, lúc là cái số gì ạ. Cứ tìm hiểu rồi chẳng biết là ra rồi lại thôi. Yeah. Thế
Cho nên là mẹ với lại nói chung là chị với em đều là mong muốn làm sao mà đi kiếm được người nào cảm thấy mà mình cảm thấy được là được. Chứ còn cũng không kỹ trong tuổi lớn rồi. Mẹ thì già rồi cũng mong là có cái cháu. Nó thật là như vậy. Nếu nó là thứ mấy nhưng ngược lại trai thì nó là trưởng. Thế cho nên là bà cũng mong có cái cháu nội. Nó thật là như vậy. Cho nên là rất là mong. Vậy là hai chị gái đầu. Hai chị gái đầu, sau đến nó, sau đến thằng con trai nữa. Hai đầu, hai trai cuối, hai. Thì hôm nay cảm xúc của chị nãy giờ ngồi theo dõi câu chuyện của hai bạn trên đây thì hai em thì chị thấy như thế nào? Thì nếu mà nói về em trai thì mình trước ha. Thì nếu mà nói về em thì nói ra thì bảo là khen. Nhưng mà nếu mà thời giờ mà kiếm được người như nó thì cũng hơi hiếm. Có thể tứ đổ thường là không có gì hết. Chỉ biết làm, biết ăn thôi. Nói chung là sống bốn chị em, nói chung gia đình sống tình cảm lắm. Còn nói về bạn nữ bên kia thì nói chung là cùng phụ nữ với nhau thì em rất là thông cảm. Chẳng ai mong muốn cái điều kiện hoàn cảnh nó đẩy đưa. Thì ý là em cũng thông cảm. Còn nếu mà hai đứa mà cứ tìm hiểu cho nhau một cơ hội để tìm hiểu được, nếu mà đến thì gia đình em cũng chấp nhận chứ không có ý kiến gì hết. Nó là con trưởng thì chắc chắn là phải sinh rồi. Ý là như vậy. Cho nên là đấy là thứ nhất. Thứ hai là còn mẹ già, chỉ có hai mẹ con thôi thì chắc chắn nếu như sau này mà nếu mà hai đứa tới với nhau được ấy thì chắc chắn em phải làm dâu. Mẹ ông già rồi sống bao nhiêu nữa, sau này mẹ mất đi thì cũng của hai đứa, sau này mẹ mất đi thì cũng của hai đứa. Đấy, nói chung nó như vậy. Còn con cái thì thế thôi, em có con thì con lớn rồi. Cái thứ nhất ông chẳng phải lo cho nó lắm, nhưng mà cái chuyện nuôi dạy cũng như hồi nãy em nghe đó thì cái chủ yếu là cũng phải là em. Còn đây chỉ gọi là ấy thêm thôi. Còn sau này con của hai đứa thì nó mới dám. Ý là như vậy. Nói chung mong làm sao cho hai đứa có cơ hội với nhau là thì được. Cũng mong cho bây giờ nó nói tuổi này mà khó lắm. Mình cũng mong đấy. Sao cho có cơ hội. Mong lắm. Mong lắm luôn đấy bầm. Ý là cứ mong mà cứ biết sao. Ai cũng được. Mày cứ lên mày cứ bầm. Trời ai cũng được lắm. Hồn ý nó mong lên mức độ vậy đấy. Xong rồi chị cứ nói vậy chứ mong còn đối phương đấy chứ họ có chịu mình không. Nói vậy. Cảm ơn chị nha. Ý kiến của chị cũng để cho hai bạn suy nghĩ thêm. Cảm ơn chị. Thì đây cũng mong hai đứa cho nhau một cơ hội thì nhiều. Em cũng mong như vậy đây, đang cố gắng đây. Em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị. Bây giờ thì chị hỏi ý kiến của Bích trước ha. Nãy giờ trò chuyện mặc dù không nhiều nhưng mà cũng nửa tiếng là cũng là hôm hôm mình cũng biết được. Thì theo như Bích cảm nhận như thế nào? Có nhận xét gì về anh Tuyến? Đúng, anh Tuyến thì cũng hiền, cũng chịu khó, sống cũng tình cảm. Nói chung là tầm tuổi này mà ở chăm mẹ già, chưa lấy vợ lo cho mẹ già là cũng tình cảm. Nói chung đàn ông mà thời buổi này bây giờ mà kiếm được mấy người này cũng hơi hiếm. Nhưng mà đối với bản thân mình thì Bích thấy là nó còn những cái gì mà nó đối với mình cảm thấy nó chưa phù hợp hay nó còn khó khăn cần phải là cân nhắc thêm hay tìm hiểu thêm không? Có sống với nhau thì mới có những cái mà mình nó mới lòi ra mới biết. Lòi ra mình mới có thể lúc đấy mình sửa chữa được. Còn bây giờ thì mình cũng không thể nói trước được điều gì chị ạ. Thế còn anh Tuyến, nãy giờ cũng nói chuyện với Bích thì anh cảm nhận như thế nào? Chung là một tay phụ nữ mà nuôi hai đứa con thì như vậy thì em thấy là cũng khá là mạnh mẽ và giỏi, người phụ nữ đảm đang khéo. Rồi bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn 30 giây cuối cùng mà đo cái cảm xúc nha, để cảm nhận được. Bây giờ mời Tuyến đứng lên qua bên này, mời Bích đứng lên, hai bạn nắm tay nhau 30 giây, nhìn thẳng vào nhau để mình xem mình có cái rung động, có cái cảm xúc gì với nhau hay không. Rồi hai bên muốn nói với nhau điều gì nữa thì mình nói một vài câu cuối cùng rồi mình trở về chỗ, mình sẽ quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. Rồi mời anh đứng lên. Em cảm nhận với anh sao? Cũng bình thường. Còn anh thế nào? Rung mà hồi hộp. Hồi hộp. Như này cũng ít khi mà gọi là được nắm tay phụ nữ. Ở nay được nắm này mình cảm thấy là rất là run đúng không? Còn nếu mà mình cảm thấy phù hợp thì mình cho nhau cơ hội, tại vì thời gian trên đây nó không có nhiều, đúng không? Mình sẽ không tìm hiểu được mấy. Mình cho nhau cơ hội rồi mình hiểu nhau về sau, về lâu về dài. Rồi cảm ơn anh. Người thì ngại lần đầu nắm tay con gái, người thì không nhìn mặt vô người ta. Ủa, lần đầu tiên nắm tay phụ nữ phải không? Dạ không phải lần đầu, được ít được. Lần đầu mười mấy năm đúng không? Dạ, cũng lâu lâu rồi, cũng lâu lâu rồi. Cả chục năm rồi. Rồi thì đó là dì Tường cũng dành cho các bạn đi thời gian ha. Mình trò chuyện, mình nghe ý kiến người thân rồi, mình cũng có là nắm tay nhau để cảm xúc như vậy rồi, thì bây giờ là mình phải đưa ra quyết định. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Cái cảm xúc mới là cái quan trọng.
1. Bấm chưa có vô cái lỗ, tôi thấy bấm rồi. Tôi đã nói rồi, bấm vô cái vòng tròn ở chính giữa. Có nhiều người thấy cái nút sắt bên ngoài cứ bấm bấm cái vành không à, người ta nằm ở chính giữa. Rồi, nhưng mà dù sao thì là đôi đèn cũng cùng sáng nha. Tôi cũng hết hồn chứ bộ. Mà suy tư cái gì mà bấm hơi chậm hơn anh bên này một chút. Em đang suy nghĩ. Suy nghĩ vụ gì? Nói thiệt coi, suy nghĩ vụ gì? Nhiều thứ phải suy nghĩ chị. Đúng rồi, chị cũng hiểu mà. Tại vì mình cũng có hai con nhỏ. Nhưng mà mọi thứ tùy duyên đi em. Em cũng đã chia sẻ rồi, nếu như mà để một tình yêu thương thật sự thì có thể là mình có thể vượt qua tất cả. Còn nếu như không có tình yêu thì mình không có gì thì mà suy nghĩ cả. Mà mới gặp nhau thì không thể yêu được. Bản thân em cũng vậy thôi. Chính vì bản thân em quá khổ, nhiều khi là chồng không được gọi là như ý mình muốn á. Lúc đó em cũng khổ lắm. Nhưng mà cái nghị lực của em tự phải vươn lên, tự phải vượt qua tất cả, cho nên em phải làm. Mà muốn yêu nhau phải cho nhau cơ hội mới biết rồi, có yêu nhau xác, hay không. Thôi kệ đi đúng. Nếu rồi mà ảnh lo cho mình, ảnh yêu thương mình thì cái chuyện mình hy sinh một chút, sắp xếp chuyện nhà mình để mình qua ở với ảnh thì cũng không có gì là không có gì là khó. Rồi, cảm ơn hai bạn. Cái bộ môn này, thế thì mình có làm công việc gì trước đó không? Sau đang nhân viên ngân hàng rồi đấy, mình nghe giới thiệu là món lạnh gì sao lại nghĩ rồi đi qua làm PT. Đam mê vậy là cái này ngon lành lắm nè, chắc chắn lắm nè, cũng sáu muối rồi này kia phải không? Một muối hả? Cũng sao kỳ vậy, một muối sao đem đến cho người ta được? Ủa hả, chứ xưa giờ chưa có sáu muối luôn hả? À, từ 6 nó còn thành 1 rồi hả? Trời ơi, người ta phải sinh sôi nảy nở chứ. Ổng sống teo là vậy. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì là tập luyện thể thao. Cao mét mấy? 1m62. Rồi mình ít nói rồi, khi mà mình huấn luyện hoặc mình tập cho các khách hàng của mình đó, rồi mình tương tác là sao, có nói không? Thật ra vậy là coi chừng nó cũng bị gọi là mất cơ hội á. Tại vì chị nghĩ rằng là cái nghề của mình cũng là nghề training, mình cũng phải là giao tiếp, nghề mình cũng là phục vụ. Nói thì cái người tập người ta, nhiều khi người tập là người ta ví dụ như chị Tường đi, là giờ mập đi cũng giảm ký nhưng mà không có cái động lực. Là ví dụ như cái bạn PT phải nói cho hay, mỗi ngày đi tập phải thấy có cái gì nó hào hứng, và PT phải kích thích được mình để mà mình có cái động lực đó thì mình mới tập. Chứ còn nếu mà em cứ vô tập cứ im im mà làm mẫu của mình làm theo, nhiều khi ta chán ta bỏ à. Đó, nếu biết nhược điểm mình phải cố gắng cải thiện ha. Thế thì còn có cái tật xấu gì hay là còn cái khuyết điểm, ưu điểm gì khác nữa không? Trời ơi, có thơm tho sạch sẽ không? Chứ mình đi làm cái nghề đó mà mồ hôi một kế đổ tùm lum mà người mình không có sạch sẽ là người khách hàng gần khách hàng không được à? Khi mà tập xong rồi thì lúc tập thì đương nhiên là phải là không có được thơm đúng không? Rồi, định hướng của em trong cái tương lai là thế nào? Mì gì? Mì ramen. Ủa vậy hả? Là em biết nấu mì ramen hay là sao? Tự nhiên là có ý nghĩ mở tiệm mì. Ủa cái mì ramen là như của Nhật mà. Vậy là em sao? Em định kể cho chị nghe cái quan chứ cái sao mà nhắc tới cái mì ramen nha. Cho nên là thích cái món đó, mình có tìm hiểu biết nấu rồi cũng mở cái
mà nấu thử cho những người thân của mình ăn chưa? Ý kiến là sao? Ngon. Ai ăn rồi nói ngon. Có bạn bè được chứ ba mẹ, con nấu thì con trai nấu thì thấy ngon rồi. Ok, chào em gái, cái gì? Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào các anh chị và em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Lê Thảo Linh. Em năm nay em sinh năm 95, năm nay em 27 tuổi. Em quê gốc thì em ở Quảng Nam, nhưng mà hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là kiểm soát chất lượng của một hệ thống đó chị. Dạ. Hệ thống là kiểm soát chất lượng về cái gì? Dạ, tức là hệ thống là về ví dụ như về con người nè, về vận hành nè, rồi về các yêu cầu ở trong quá trình làm việc á. Ủa là em kiểm tra chất lượng hết người dạ, người việc vào gì kiểm tra hết? Tức là nó sẽ có một cái checklist vận hành đó chị. Thì em sẽ kiểm tra dựa trên cái checklist đó. Công ty của em làm việc là công ty WinCommerce, tập đoàn của Masan đó chị. Em làm công việc này thì được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Coi như là mình còn kiểm tra là kiểm tra trên máy móc mà mình phải đi tới thực tế được kiểm tra. Công việc của em di chuyển nhiều, em phải tới các cửa hàng và các siêu thị ở tại thành phố Hồ Chí Minh phân khu vực để mà đi kiểm tra. Ghê, kiểm tra luôn con người luôn. Con người đánh giá sao, kiểu cái thang của con người, thang điểm là đánh giá sao? Ví dụ như các bạn nhân viên đi phải tươi cười chào hỏi khách, rồi phải yêu cầu là phải đúng nội quy làm việc như là về trang phục, tác phong hoặc là các yêu cầu của công ty. Không, nhưng ý chị nói là thang điểm mình chẳng có gì trung bình, cao, tốt, xuất sắc gì đó, hay là điểm máy hay là nó sẽ có thang để từng điểm thôi chị. Dạ, vậy là 8 bằng điểm. Dạ. Trên 10 hay trên 100? Dạ, trên thang điểm 500. 500? Ồ, con người cỡ bao nhiêu là bao nhiêu là đạt? Dạ, trên cỡ 100 là đạt rồi chị. Cái gì 500 mà 100 là đạt rồi? Không, nó sẽ phân theo thí dụ như là nhân viên thì phần đó là sẽ phần như là phần vui vẻ happy thì nó sẽ là thang điểm 100 thì tối đa được 100 là đã đạt. Lát nữa mở cửa ra tìm ra em cháu nhỏ này chỉ có bao nhiêu nha, bao nhiêu trên 500 nha, nhớ nha. Rồi mình có điểm mạnh điểm yếu gì không em? Điểm mạnh của em á thì em là một người ham học hỏi. Em hay tìm tòi những thứ mới. Em thì tính tình em là hòa đồng, nhưng mà điểm yếu của em á thì em đôi khi em hay cầu toàn á chị, cho nên nó là đó cũng là một điểm yếu của em. Rồi em thực sự là em nhút nhát. Dạ. Rồi làm việc mà tiếp xúc và đánh giá người ta, xâm nhập thị trường mà nhút nhát làm sao làm? Dạ, tức là ở trong công việc thì em vậy thôi, nhưng mà ở ngoài thực tế thì em không có tiếp xúc với lại nhiều người lạ nhiều. Rồi định hướng của em trong tương lai là thế nào? Có định hướng cho bản thân là em phải có một mức thăng tiến trong sự nghiệp rõ ràng. Từ 3 năm cho tới 5 năm em phải lên một vị trí nhất định. Về tình trường mình đã qua cái mức tình trường lên? Dạ, em thì hiện tại thì em đã qua được 3 mối tình rồi. 3? Dạ. Có chút vốn rồi ha, đã phải đi được nghe có gì đặc biệt trong những mối tình đó không nè? Dạ, mối tình đầu tiên thì là mối tình gà bông chớm nở rồi tự lụi tàn. Lúc bao nhiêu tuổi? Dạ, từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc là năm 21 tuổi. Dạ. Trong vòng một năm đó thôi? Dạ không, bắt đầu từ khi em học cấp 3. À, vậy là cứ dài cái năm luôn. Dạ. Rồi kiểu như là chắc là bắt đầu trưởng thành vào đời, mỗi người phụ nữ thích chia tay phải không? Dạ. Rồi, rồi cái kế tiếp thì trong quá trình học đại học. Dạ. Còn cái cuối cùng thì cách đây 2 năm. Rồi cái 2 năm, cách đây 2 năm mà tuổi đó tôi lấy chồng được rồi đó, 25 tuổi lấy chồng được rồi đó. Mà sao vẫn chia tay, quen được bao lâu? Dạ, quen được 2 năm. 2 năm cũng nhiều rồi, sao mà cái lý do sao chia tay? Dạ. Bạn Nam, do bạn Nam không có vẫn còn luyến tiếc người cũ á chị. Cho nên nó là... Quen với em 2 năm mà còn luyến tiếc người cũ. Dạ, cho nên là em cảm thấy em không có muốn ở trong một cái mối quan hệ mập mờ, cho nên là... Nhưng mà trong 2 năm đó em là cái người chính thức hay là em là cái người mập mờ? Dạ, em nghĩ là em là người chính thức. Em là người chính thức rồi còn mập mờ gì nữa? Có nghĩa là trong 2 năm quen em, người đó vẫn thỉnh thoảng qua lại với người cũ? Dạ không, tức là mỗi lần đi chơi về với em thì lại đăng những kỷ niệm của anh bạn đó với lại người cũ. Làm sao chưa hiểu? Nghe chị không em? Nghe chị không? Mỗi lần đi chơi với em thì nó lại phải đăng cái gì với em chứ sao đi chơi với em mà lại đăng người cái cũ? Dạ, cho nên em cũng thấy
Ở trong suốt 2 năm đó, có khi nào đăng em không? Hay là chỉ đăng người cũ không? Dạ, có đăng em nhưng mà lại là không có, có rõ ràng đó chị. Tức là bạn bè của hai đứa đều biết, hai đứa đều quen nhau. Nhưng mà bạn đó khi nào cũng tức là ví dụ như đi xem phim với em về đây thì sẽ đăng kỷ niệm của bạn đó đi xem phim với lại người cũ. Nhưng mà có đăng hình người cũ không? Dạ có luôn. Cái gì kỳ vậy? Sinh nhật bạn đó, bạn đó sẽ đăng hình của người cũ. Ủa gì kỳ vậy? Sinh nhật người đó đăng hình người cũ, viết status gì, em đọc gì nghe, em nói gì nghe coi. Em không nhớ nữa, tại vì kiểu như nó cũng nghe nó cũng đau lòng á chị. Thành ra là vậy mà em cũng quen được 2 năm. Cho nên em mới quyết định em dừng lại 2 năm. Hay là trong 2 năm quen em, người đó vậy còn qua lại với người kia? Em không biết cái đó thì em không biết rồi. Thôi chị nghe chị thấy nó vô lý thì cứ tức chồng luôn á. Rồi khi em nói chia tay thì bạn nó có phản ứng gì không? Dạ không, nó bình thường. Là ok luôn? Trời ơi, vậy cũng có thương em đâu trời. Mà thường xuyên làm như vậy, mà kéo dài 2 năm mà em vẫn ok. 2-3 lần thôi, nhưng mà cảm thấy em không muốn làm người thay thế chị. Còn đối xử với em thì sao? Đăng em là đăng cái gì? Đăng em là đăng kiểu làm sao? Kiểu như động viên em trong thời gian đó, ví dụ như trong thời gian đó là em cũng có gặp một chút vấn đề trục trặc trong công việc đó. Thì bạn đó động viên em. Động viên có đăng lên? Dạ có. Có đăng hình em lên luôn? Dạ không đăng hình em, nhưng mà đăng mấy cái gì như anh thương em lắm, rồi cái kiểu như vậy. Anh thương em lắm, có bắt tên em vô không? Thì đăng em thương em, biết em nào? Thôi rồi, cái kiểu ông đậu này là đăng bên đây mà chúng ta đánh bên kia đó bà ơi. Đăng bé kia thì đăng hình luôn. Dạ. Có tắt tên không? Không tắt tên. Nhưng mà đăng cái mặt của bạn kia lên luôn. Dạ. Hai người luôn. Một mình bạn kia. Còn em thì không có đăng hình em. Mà anh thương em lắm, thương em lắm, anh thương em kia đó bà ơi. Bà đừng có tưởng tượng không, bỏ vậy là yêu rồi lúc này nha. Dạ. Chính xác, không có gì nuối tiếc nữa nha. Em đã nuối tiếc gì đâu. Chia tay không rồi? 2 năm. Rồi bây giờ muốn tìm người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai, thứ nhất là lớn tuổi hơn em, hai nữa là phải có chí cầu tiến trong công việc để cả hai cùng cố gắng. Thứ ba nữa là nam. Thì đương nhiên phải là nam rồi. Tám mươi mà về ngoại hình có yêu cầu gì không? Tại vì ngoại hình em cũng không có được xinh đẹp lắm, cho nên em cũng không yêu cầu về ngoại hình gì. Quan điểm của em trong tình yêu là như thế nào? Trong tình yêu của em, quan điểm của em thì là phải là thật thà, phải trung thủy, không gia trị. Nghe cái chuyện tình của bạn này em thấy sao? Em nói chị nghe coi. Chị thấy em lắc đầu như là bó tay. Em nói chị nghe em thấy sao? Hợp lý không? Hả? Mẹ biết ghét hả? Mà em nghĩ giống như tụi nó chắc chắn là đăng cái cô kia. Anh thương em là cũng cái cô kia luôn, đúng không? Đúng không? Cô này ngộ nhận là cùng cỡ cũng từng đăng cái Facebook một buổi tên bắn rơi đôi dạng mà. Có nghĩa là mình đăng một cái tin mà nó mập mờ, ai đọc vô cũng tưởng là giết mình chứ thật ra được. Người đó muốn giết gì người nào chỉ có bản thân người giết mới biết thôi. Nhưng chắc chắn tôi khẳng định không phải giết về cô này. Đúng chưa? Nếu giết cô này tắt hẳn tên cô này rồi, đang yêu nhau mà, đúng không em? Em có gian gian thiếu giúp mình mời gì không? Rồi tình trường em sao? Lớn lên tụi mình này bạn nghe.
Nhưng mà mình ít nói, nhưng mà những chỗ nào cần nói mình cũng phải nói. Tại vì đàn ông là phải chủ động. Đàn bà dù người ta có nói nhiều cho nữa, người ta cũng nói trên trời dưới đất thôi. Nhưng mà vô cái chuyện tình cảm thì là đàn ông chủ động. Chứ không thể nào mà đàn bà, chị là cái người nói nhiều như vậy nè, nhưng trong tình yêu chị cũng không có chủ động. Phải đàn ông phải chủ động. Chị ghét mấy người đàn ông cái liền xìu 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 sao cũng được đó. Đàn ông không biết đoán. Bây giờ mình phải thay đổi, đúng chưa? Cũ này là đến giờ sinh con được rồi, nhà có hối chưa? Không. Em muốn lấy vợ chưa? Nhưng mà theo như bạn đưa đại chuẩn bị tinh thần, ví dụ bây giờ yêu rồi, đối nữ người ta tiến tới hôn nhân rồi thì em đã sẵn sàng chưa? Rồi chừng nào công việc mới ổn định? Trời đất ơi, bây giờ ông 34 tuổi mà